Xin chào tất cả các con. Hôm nay cô rất vui khi lại được đồng hành cùng các con trong bài học tiếp theo của khóa học này. Và để khởi động cho bài học ngày hôm nay thì cô có một ví dụ. Các bạn hãy cùng nhau đọc thật kỹ và đưa ra nhận xét giúp cô nhé. Cô có đoạn văn sau. Dê đen đi đằng này lại, dê trắng đi đằng kia sang. Dê đen và dê trắng cùng qua một chiếc cầu hẹp. Chúng húc nhau, cả hai đều rơi tõm xuống suối. Con nào cũng muốn tranh sang trước, không con nào chịu nhường con nào. Chúng mình hãy đọc thật kỹ đoạn văn này và đưa ra nhận xét giúp cô xem rằng tại sao cái đoạn văn này chúng mình đọc có vẻ là nó vô cùng khó hiểu đúng không nào? À, sở dĩ đoạn văn này chúng mình đọc và cảm thấy nó lủng củng, khó hiểu như vậy bởi vì các câu văn, từng câu văn trong đoạn văn này đang bị thiếu tính liên kết với nhau. Bởi vậy mà khi đọc cả một đoạn văn, các con sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu, đúng không nào? Và để giải quyết vấn đề này thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đến với một bài học mới. Cả lớp hãy cùng mở sách vở ra và ghi bài giúp cô nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng mình là bài 4, liên kết câu. Để liên kết các câu văn trong một đoạn văn thì chúng ta có thể sử dụng chủ yếu bằng 3 cách sau. Cách số 1 là liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ. Cách số 2 là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ. Và cách cuối cùng, cách số 3 là liên kết câu bằng từ ngữ nối. Đây cũng chính là 3 nội dung chính trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ thì cô và các con sẽ cùng nhau đi phân tích từng nội dung một nhé. Nội dung đầu tiên các bạn ghi ở trong vở giúp cô. Cách đầu tiên để chúng mình liên kết câu đó chính là 1. Liên kết câu bằng cách lặp từ ngữ. Các bạn có thể quan sát lên trên bảng và đọc cho cô đoạn văn này. Chúng mình có thể thấy rằng đoạn văn này một vài từ ngữ đã được lặp lại để có tác dụng là liên kết câu. Và bây giờ thì hãy đọc thật kỹ và phát hiện ra xem đó là từ nào đã được lặp lại nhé. Mỗi loài hoa lại mang vẻ đẹp riêng. Hoa nhài trắng muốt, hoa huệ trắng tinh, hoa ban trắng xóa. Tất cả tạo nên một khung cảnh thơ mộng cho khu rừng. Rất dễ để chúng mình có thể nhận ra đúng không nào? Trong các câu văn thì từ hoa đã được lặp đi lặp lại với tác dụng là liên kết các câu trong đoạn văn. Từ ví dụ trên thì cô và các con có thể đi đến một ghi nhớ sau đây. Ghi nhớ đầu tiên, ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó bằng cách là lặp lại trong câu ấy những từ ngữ đã xuất hiện ở câu đứng trước nó. Và ghi nhớ số 2 đó là khi sử dụng phép lặp thì chúng ta cần lưu ý phối hợp với các phép liên kết khác để tránh cái lỗi lặp lại từ ngữ quá nhiều gây một cái cảm giác nặng nề cho từng câu văn, được không nào? Các bạn ghi nhớ giúp cô đó chính là lặp lại nhưng mà chúng mình đừng lặp lại từ ngữ quá nhiều nhé, không là các bạn sẽ bị mắc lỗi diễn đạt đấy. Phần 2 hay còn gọi là cách số 2 đó là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ. Chúng mình sẽ cùng nhau phân tích hai ví dụ dưới đây nhé. Cả hai ví dụ này thì đều có chung một cái nội dung chính nhưng mà bằng hai cách diễn đạt khác nhau. Bây giờ thì hãy cùng cô đọc kỹ hai cái đoạn văn này và nhận xét so sánh cái cách diễn đạt trong hai đoạn văn xem là đoạn văn nào diễn đạt trôi chảy và hay hơn nhé. Đoạn văn A. Ân là giáo viên ở một thị trấn nghèo. Đó là một nghề vô cùng cao quý. Công việc hàng ngày của anh là đem con chữ đến cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vất vả là thế, nhưng chỉ cần nhìn vào những đôi mắt biết cười của lũ trẻ là bao mệt mỏi lại tan biến. Cũng với nội dung này, nhưng mà là một cách diễn đạt khác, chúng mình sẽ đến với đoạn văn B. Ân là giáo viên ở một thị trấn nghèo. Giáo viên là một nghề vô cùng cao quý. Công việc hàng ngày của anh là đem con chữ đến cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vất vả là thế, nhưng chỉ cần nhìn vào những đôi mắt biết cười của lũ trẻ là bao mệt mỏi lại tan biến.
Sau khi đọc thật kỹ hai cái đoạn văn này thì chúng mình có thể thấy rằng rất dễ để nhận ra đó là trong cái đoạn văn A thì cụ thể ở đây là từ đó đã thay thế cho cái cụm từ giáo viên đằng trước. Bởi vậy mà khi thay thế thì cách diễn đạt sẽ trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn, từ ngữ không bị lặp lại. Ngược lại với cách diễn đạt của đoạn văn A thì ở đoạn văn B thì cái từ giáo viên này đã được giữ nguyên, lặp lại từ giáo viên nên là cách diễn đạt không được linh hoạt lắm và làm cho các câu văn có vẻ cảm thấy như là nặng nề hơn và bị mắc lỗi là lặp từ, đúng không nào? Bởi vậy mà khi các bạn muốn liên kết câu văn trong một đoạn văn thì hãy lưu ý giúp cô ghi nhớ này, đó chính là ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó bằng cách dùng đại từ hoặc những từ ngữ đồng nghĩa thay thế cho các từ ngữ đã dùng ở câu trước. Và việc sử dụng đại từ hoặc từ đồng nghĩa liên kết câu làm cho cách diễn đạt thêm đa dạng và hấp dẫn hơn. Giống như ở ví dụ trước, chúng mình đã sử dụng cụm từ đó là một nghề để thay thế cho cụm từ giáo viên đằng trước. Và trong bài học ngày hôm nay thì cô cũng muốn giới thiệu thêm với các bạn một cách nữa để chúng mình có thể liên kết câu trong một đoạn văn. Đó là cách số 3, liên kết câu bằng từ ngữ nối. Câu hỏi mà cô đưa ra trong ví dụ này đó chính là hãy đọc kỹ đoạn văn và trả lời cho cô câu hỏi. Những từ gạch chân dưới đây có tác dụng gì? Từng chiếc lá vàng lảo đảo rồi rụng kín cả lối đi. Giờ đây, cái oi ả của mùa hè phải nhường chỗ cho tiết trời dịu mát se se lạnh. Cuối cùng, mùa đáng mong chờ nhất trong năm cũng đã gõ cửa. Chúng mình có thể nhận thấy rằng các từ được gạch chân ở trong đoạn văn đó chính là giờ đây và cuối cùng. Vậy thì các từ ngữ này có tác dụng gì trong câu văn? Và nếu giả sử rằng câu văn này không có các từ ngữ như vậy thì nó sẽ trở nên như thế nào? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thử bỏ các cái từ ngữ này để xem đoạn văn của chúng mình trở nên như thế nào nhé. Từng chiếc lá vàng lảo đảo rồi rụng kín cả lối đi. Cái oi ả của mùa hè phải nhường chỗ cho tiết trời dịu mát se se lạnh. Mùa đáng mong chờ nhất trong năm cũng đã gõ cửa. Cô vừa làm một động tác đó chính là lược bỏ các cái từ được gạch chân đi. Khi mà lược bỏ như vậy thì chúng mình có thể dễ dàng nhận ra rằng các câu văn trong đoạn văn này thiếu tính liên kết và khi đọc lại thì ta có cảm giác nó vô cùng rời rạc và khó hiểu. Đúng không nào? Bởi vậy mà chúng mình có thể đi đến một kết luận đó chính là các cái từ được gạch chân trong đoạn văn này có tác dụng là liên kết các câu trong đoạn văn, khiến cho đoạn văn đó trở nên mạch lạc rõ ràng hơn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là các từ như thế nào thì chúng mình có thể sử dụng để liên kết câu trong một đoạn văn? Thì bây giờ hãy cùng cô đọc kỹ ghi nhớ này nhé. Đầu tiên, ta có thể liên kết một câu với một câu đứng trước nó bằng quan hệ từ. Quan hệ từ bài này chúng mình đã học rồi đúng không nào? Hoặc là một số từ ngữ có tác dụng kết nối như nhưng, tuy nhiên, thậm chí, cuối cùng, ngoài ra, mặt khác, trái lại hoặc là đồng thời, tùy vào nghĩa của câu đứng trước mà các bạn sẽ lựa chọn các cái từ ngữ có tác dụng nối phù hợp để đảm bảo tính liên kết và mạch lạc cho cả đoạn văn. Ghi nhớ số 2 là việc sử dụng quan hệ từ hoặc những từ ngữ có tác dụng kết nối giúp ta nắm được mối quan hệ về nội dung giữa các câu trong đoạn văn hoặc là bài văn. Vừa rồi thì cô đã giới thiệu với các bạn 3 cách để có thể liên kết câu trong đoạn văn đúng không nào? Chắc các bạn vẫn còn nhớ 3 cách đó là gì. Cách đầu tiên đó chính là lặp lại từ ngữ. Cách số 2 là thay thế từ ngữ. Và cách số 3 là sử dụng những từ ngữ có tác dụng nối. Và để cho câu văn có tính liên kết, mạch lạc cũng như là
cả đoạn văn chúng mình đọc lại nội dung rất là rõ ràng, dễ hiểu, thì chúng mình sẽ phải biết vận dụng linh hoạt cả ba cái cách để liên kết câu này tùy vào từng trường hợp của các câu văn, đoạn văn hoặc là bài văn. Trong buổi học ngày hôm nay, để củng cố cho các bạn cách sử dụng các cái biện pháp liên kết câu như vậy, thì cô có một trò chơi mang tên là hộp quà bí mật. Ở trò chơi này thì luật chơi rất là đơn giản thôi. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá những chiếc hộp ở trong đó là những câu hỏi liên quan tới bài học ngày hôm nay. Và mỗi một hộp thì sẽ có một số điểm cụ thể. Chúng mình sau khi trả lời đúng thì sẽ tự cộng số điểm đấy, xem rằng tổng kết cuối cùng thì chúng mình có được bao nhiêu điểm nhé. Chiếc hộp đầu tiên chứa câu hỏi là tìm từ được lặp lại để liên kết câu. Cô có câu: từng đám mây lững thững trôi trên bầu trời, đám mây mang theo hơi ẩm của biển cả. Chúng mình hãy thử đọc kỹ lại hai câu văn này và tìm xem ở câu văn số 2 có từ ngữ nào được lặp lại từ của câu số 1 hay không. Từng đám mây lững thững trôi trên bầu trời, đám mây mang theo hơi ẩm của biển cả. Rất dễ để chúng mình có thể phát hiện ra từ ngữ được lặp lại ở đây đó chính là đám mây, đúng không nào? Và sau khi tìm được từ lặp lại là đám mây thì có thể đi đến một kết luận, đó chính là hai câu văn này được liên kết với nhau bằng cách là lặp lại từ ngữ, cụ thể là từ đám mây. Rồi, bạn nào mà đã trả lời đúng được câu hỏi trong chiếc hộp đầu tiên rồi thì chúng mình sẽ có 3 điểm nhé. Bây giờ thì hãy cùng cô khám phá chiếc hộp tiếp theo. Chiếc hộp số 2 chứa câu hỏi là các câu dưới đây được liên kết bằng hình thức nào? Chú ý nhé, bằng hình thức nào? Và để trả lời câu hỏi này thì đầu tiên chúng mình sẽ phải phát hiện ra các cái từ ngữ nào. Một là các từ ngữ được lặp lại này. Hai là có hay không các từ ngữ đã được thay thế, hoặc là có hay không các từ ngữ nối được sử dụng trong đoạn văn. Cô có câu sau đây: Hùng đá bóng giỏi, anh ấy đã từng giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Chúng mình sẽ cùng nhau phát hiện xem rằng đầu tiên là có từ ngữ nào được lặp lại hay không. Không có, đúng không nào? Và chúng mình có thể thấy ở câu văn số 2 thì anh ấy đó chính là một đại từ để thay thế cho từ Hùng đứng trước. Vậy thì khi chúng mình đã sử dụng từ ngữ thay thế như vậy rồi thì có thể dễ dàng đi đến kết luận đó chính là đoạn văn trên thì được liên kết bằng hình thức là thay thế từ ngữ, cụ thể là từ anh ấy thay cho từ Hùng của câu văn đứng trước. Với những bạn mà đã trả lời chính xác câu hỏi số 2 này rồi thì chúng mình sẽ được cộng thêm 5 điểm nữa đấy. Vậy thì không biết rằng câu hỏi số 3 sẽ có bao nhiêu điểm và mức độ có khó hay không nhỉ? Hãy cùng cô đi đến với chiếc hộp số 3 nhé. Câu hỏi số 3: điền từ nối thích hợp vào chỗ chấm để liên kết câu. Anh ta đã nhiều lần đi muộn. 3 chấm. Một vài lần anh ta còn trốn học. Chúng mình có thể thấy rằng ở câu văn này có một vài dấu hiệu nhận biết để chúng mình có thể điền một cái từ thích hợp vào đây để liên kết câu. Đằng trước dấu phẩy này, chúng mình đương nhiên sẽ sử dụng một từ ngữ nối để liên kết câu. Nghĩa là chúng mình sẽ sử dụng cách số 3, liên kết câu bằng từ ngữ có tác dụng nối. Nhưng câu hỏi đặt ra là vậy thì từ ngữ nối nào phù hợp để chúng mình có thể điền vào câu này? Thì để trả lời được câu hỏi đó, các bạn sẽ phải đọc kỹ và hiểu nghĩa của từng câu, thì sau đó chúng mình mới có thể chọn được từ ngữ nối phù hợp. Anh ta đã nhiều lần đi học muộn. Một vài lần anh ta còn trốn học. Thì chúng mình có thể thấy rằng quan hệ giữa hai câu này là quan hệ tăng tiến, đúng không nào? Bởi vậy cô có thể gợi ý cho các bạn một từ rất thích hợp để chúng mình có thể điền vào đây, đó là từ thậm chí. Anh ta nhiều lần đi muộn, thậm chí một vài lần anh ta còn trốn học. Và đây là một câu hỏi
khá là khó đúng không nào? Không những chúng mình phải phát hiện ra cái hình thức liên kết câu để điền được từ thích hợp, mà chúng mình còn phải hiểu nghĩa của từng câu văn để chọn được từ ngữ nối nữa. Bởi vậy mà với câu hỏi này thì 7 điểm sẽ dành cho những bạn mà trả lời chính xác. Đến với câu hỏi số 4. Câu dưới đây sử dụng cách liên kết nào? Chim họa mi hót hay nhất khu rừng, ai nghe cũng mê. Thế nhưng, chỉ riêng lão hổ là không thích. Chúng mình có thể nhận thấy này, đi từ cách đầu tiên, có từ ngữ nào được lặp lại hay không? Không đúng không nào? Câu hỏi số 2, có từ ngữ nào được thay thế trong hai câu này không? Cũng không. Vậy thì chỉ còn một cách liên kết cuối cùng, đó là sử dụng từ ngữ có tác dụng nối đúng không nào? Và cụ thể ở đây, trong trường hợp này, thì từ ngữ có tác dụng nối đó chính là từ thế nhưng để biểu thị mối quan hệ tương phản. Câu này thì khá là đơn giản, chúng mình có thể nhìn thấy ngay đúng không nào? Hai điểm sẽ dành cho những bạn nào trả lời chính xác. Câu hỏi số 5. Dùng cách thay thế từ ngữ để viết lại đoạn văn sau. Hà là cán bộ lớp gương mẫu. Mỗi buổi sáng, Hà lại đến lớp sớm nhắc nhở mọi người dọn vệ sinh. Tan học, bao giờ Hà cũng là người về muộn nhất. Vậy thì tại sao chúng mình lại phải thay thế từ ngữ trong đoạn văn này? Chúng mình có thể nhận thấy rằng trong từng câu văn thì từ Hà đang bị lặp lại đúng không nào? Ba câu văn này thì từ Hà đã bị lặp lại 3 lần. Như vậy thì lặp lại quá nhiều trong một câu văn, chúng mình có thể bị mắc lỗi là lặp từ đấy. Bởi vậy mà hãy sử dụng cái phương pháp số 2, đó chính là dùng từ ngữ thay thế để liên kết câu, giúp cho đoạn văn này không còn bị lặp từ nữa. Và cụ thể ở đây, để thay thế cho danh từ Hà thì các bạn có thể sử dụng các đại từ như là bạn ấy hoặc là cô ấy. Như vậy thì câu văn của chúng mình sẽ không còn bị lặp lại từ ngữ nữa. Cụ thể, cô sẽ thử thay từ bạn ấy vào trong đoạn văn vừa rồi nhé. Hà là cán bộ lớp gương mẫu. Mỗi buổi sáng, bạn ấy lại đến lớp sớm nhắc nhở mọi người dọn vệ sinh. Tan học, bao giờ Hà cũng là người về muộn nhất. Thì chúng mình có thể thấy rằng cô đã thay thế từ bạn ấy trong câu văn số 2 để giữa các câu văn không còn bị lặp lại quá là nhiều danh từ Hà nữa. Nhưng cũng lưu ý với các bạn, đó chính là khi thay thế đại từ thì chúng mình sẽ chỉ thay thế từ câu văn số 2 trở đi thôi. Tuyệt đối các bạn sẽ không thay thế cái đại từ ngay từ câu đầu tiên nhé. Nếu mà thay thế như vậy thì người nghe sẽ không biết rằng cái người các bạn đang định nói đến là ai. Giả sử các bạn mà thay thế từ bạn ấy vào ngay câu đầu tiên, bạn ấy là cán bộ lớp gương mẫu, mỗi buổi sáng bạn ấy lại đến lớp sớm nhắc nhở mọi người dọn vệ sinh, vân vân. Thì như vậy, ngay từ khi đọc câu văn lên thì người nghe không thể biết được cái đối tượng các bạn đang muốn nói đến, cái bạn ấy ở đây là ai, đúng không nào? Bởi vậy mà câu đầu tiên chúng mình sẽ giữ nguyên danh từ Hà và dùng đại từ để thế cho từ câu văn số 2 trở đi. Câu này thì khá là khó và xin chúc mừng các bạn nếu đã trả lời chính xác thì sẽ giành được 8 điểm. Câu hỏi số 6. Chỉ ra từ ngữ dùng để thay thế trong câu dưới đây. Cô Loan là hàng xóm nhà tôi. Trước nhà cô ấy có một vườn hồng. Thì chắc chắn chúng mình có thể phát hiện ra rằng hai câu văn này thì không hề lặp lại từ ngữ. Bởi vậy mà cái hình thức liên kết đầu tiên là lặp lại từ ngữ thì không chính xác rồi. Hình thức liên kết tiếp theo, chúng mình sẽ thử xem là có dùng từ ngữ để thay thế hay không nhé. Cô Loan là hàng xóm nhà tôi. Trước nhà cô ấy có một vườn hồng. Vậy thì từ cô ấy chính là đại từ thay thế cho từ cô Loan đứng đằng trước đúng không nào? Khi đã phát hiện ra như vậy rồi thì chúng mình có thể đi đến một kết luận, đó chính là đoạn văn vừa rồi đã sử dụng phép thế để liên kết câu, thay thế từ ngữ. Cụ thể là dùng đại từ cô ấy để thay cho từ cô Loan ở câu trước, giúp cho đoạn văn không bị lặp lại từ ngữ. Và với câu hỏi này, nếu đã trả lời chính xác thì các bạn sẽ giành được 6 điểm nhé.
Không biết rằng qua trò chơi vừa rồi, 6 câu hỏi vừa rồi thì có bạn nào đã giành được số điểm tuyệt đối không nhỉ? Nếu mà bạn nào đã giành được số điểm tuyệt đối thì vô cùng đáng khen, các bạn đã nắm rõ các hình thức liên kết câu trong một đoạn văn. Và nếu như bạn nào chưa thể giành được số điểm tuyệt đối thì bây giờ hãy nhìn lên bảng tổng kết của cô, các cách liên kết câu, nhìn lại lên trên bảng này để chúng mình cùng nhau nhắc lại một lần nữa nhé. Tổng kết lại thì các cách liên kết từ ngữ chúng mình có 3 cách. Cách số 1 là lặp lại từ ngữ, các bạn sẽ lặp lại những từ đã xuất hiện ở câu văn trước đó. Với cách này thì tác dụng chính là để nhấn mạnh vào những từ ngữ đó. Tuy nhiên, cần lưu ý giúp cô đó là khi lặp từ ngữ này thì chúng mình phải biết cách kết hợp một cách linh hoạt. Nếu mà lặp lại quá nhiều thì các bạn có thể mắc phải lỗi là lặp từ đấy. Cách số 2 đó chính là thay thế từ ngữ. Từ ngữ nào thì sẽ được sử dụng để thay thế nhỉ? Đó, một là đại từ dùng để thay thế cho những danh từ đứng trước. Và số 2 đó có thể là những từ đồng nghĩa. Với cái cách liên kết câu này thì câu văn của các bạn sẽ hạn chế được lỗi lặp từ. Và từ đó thì cách diễn đạt sẽ linh hoạt và sáng rõ hơn. Cách cuối cùng để liên kết câu trong một đoạn văn đó là dùng từ ngữ có tác dụng nối. Cụ thể ở đây đó có thể là quan hệ từ hoặc là những từ nhưng, thế nhưng, mặc dù, tuy nhiên, vân vân. Những từ mà cô đã liệt kê trong phần ghi nhớ trước đó thì những từ ngữ này sẽ có tác dụng nối giúp cho câu văn của các bạn liền mạch, rõ ràng và có tính liên kết hơn. Đôi khi nó còn biểu thị ý nghĩa của các cái câu văn trong đoạn đó. Vậy thì các bạn hãy ghi giúp cô cái bảng tổng kết này vào trong vở để chúng mình có thể ghi nhớ được các hình thức liên kết câu một cách dễ hiểu nhất nhé. Bài học của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô hy vọng rằng qua bài học này thì các bạn có thể lựa chọn được những hình thức liên kết câu văn hợp lý nhất để vận dụng trong từng đoạn văn, trong từng bài văn, giúp cho những đoạn văn, bài văn của chúng mình có cách diễn đạt linh hoạt và sinh động hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.